Quý cô bác, anh chị kính mến, Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Đầu xuân năm mới Giáp Thìn, Minh Đường Tử Vi thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc năm mới tới quý cô bác, anh chị. Chúc năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe bình an tới mọi người, cuộc sống mưu sinh cùng hưởng lạc, Tết về dạo khúc nhạc tình ca, nâng chén rượu nồng ta cùng chúc xuân về phấn khởi tựa ngàn hoa. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập nhìn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tiết lộ bí mật chấn động về cuộc đời tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, vượt qua khổ nạn, đón thời giàu sang, tiền về như nước lũ, trả sạch nợ nần, đúng tháng 2 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Quý vị thân mến, cuộc sống có nhiều bài học mà mỗi người trong chúng ta cần học, ghi nhớ để trưởng thành, và việc học rút kinh nghiệm từ những người đi trước chính là cách nhanh nhất để hạn chế những sai lầm. Con người đến với thế giới này, ai mà không mong cầu cho mình một cuộc sống sung túc, có người được sống trong nhung lụa, đúng với câu sinh ra đã ở vạch đích, có người ngay từ khi sinh ra đã được ngậm thì vàng, nhưng có người sinh ra thì sống trong nghèo khó, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, cơ hàn vô cùng, nhưng đâu ai dám chắc cả đời mình sẽ nghèo, và cũng không ai khẳng định mình sẽ không có lúc nghèo khó, nhưng nếu con người giữ được chữ tâm, tu được cái đức, thì trong lúc khó khăn hoạn nạn cũng sẽ gặp hung hóa cát. Trong số 12 con giáp theo các thầy tử vi luận giải, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 là người giỏi giang, nhưng tính lại nóng nảy dễ mất lòng người. Nhưng cái hay của họ là sống hào sảng, không để bụng, trời thương người có tâm, vậy nên tuổi này chỉ cần bước sang tháng 2 âm lịch, càng già càng giàu, đổi vận giàu sang phú quý, làm một được 10, trả sạch nợ nần, mua xe hơi, xây nhà lầu, công danh sự nghiệp vinh hiển, cháu con được nhờ. Vậy trong tháng 2 này, công danh, tài lộc, gia đạo, sức khỏe của bản mệnh ra sao, làm gì để rước tài lộc về nhà, mời quý vị lắng nghe và chiêm nghiệm ngay sau đây. Tiết lộ bí mật tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, vượt qua khổ nạn đón thời giàu sang, tiền về như lũ, trả sạch nợ nần trong tháng 2 âm lịch. Đầu tiên, luận giải ý nghĩa dân gian của tiết kinh chập tháng 2. Theo lịch phương Đông, tiết kinh chập đánh dấu thời kỳ dương khí tươi mát, động vật thay lông đổi sắc, thực vật ươm mầm nảy chồi, cảnh xuân tươi tốt, nên có ý nghĩa đặc biệt với người nông dân. Bắt đầu từ lúc này, người nông dân tiến hành hoạt động đồng áng, phòng trừ sâu bệnh. Thời gian này cũng là lúc dương khí trong cơ thể bắt đầu thịnh, con người trở nên nóng nảy và bức bối, cần có các biện pháp dưỡng sinh thích hợp để điều hòa, cân bằng, thư giãn tinh thần. Để dưỡng sinh trong tiết kinh chập, bạn tạo thói quen hàng ngày tốt cho cơ thể, để điều dưỡng thân thể và tinh thần thì sẽ tràn trề sức sống, nên điều chỉnh, bổ sung giấc ngủ cho hợp lý để thúc đẩy năng lượng, gia tăng sinh lực, ngủ đủ giấc và hợp lý cũng giúp gia tăng máu lên não, tỉnh táo và minh mẫn hơn, tuyệt đối tránh thức khuya. Đây cũng là cách giữ gìn sức khỏe rất tốt, điều hòa tâm tịnh, giải quyết tình trạng nóng giận vô cớ, bức bối trong người, nâng cao thể chất. Bạn cũng nên chú ý đến việc dưỡng sinh trong tiết kinh chập bằng cách thực hiện một số bài tập vận động tốt cho cơ thể như chạy chậm, đi bộ, duỗi người, đạp xe hay leo núi. Những bài tập này sẽ giúp cải thiện công năng của tim phổi, lưu thông khí huyết, thúc đẩy trao đổi năng lượng, rất có lợi cho cơ thể. Đây là cách dưỡng sinh trong tiết kinh chập đơn giản mà hiệu quả, có thể áp dụng mọi lúc, mọi nơi. Tiếp theo, xét về tính cách cuộc đời người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Theo tử vi phương Đông, những người đứng can Bính tuổi Ngọ thường phải sống xa quê quán mới tốt, và cuộc sống có nhiều lông đông vất vả. Bính Ngọ có sẵn tính nóng nảy, người khi giận thì như lửa bừng bừng, khi xong lại nguội lạnh. Tuy vậy, họ quan hệ rộng nên vẫn có nhiều bạn bè và không mấy khi nhờ vả đến ai, bởi người này có lòng tự trọng, khí khái và cứng cỏi, họ luôn có ý thức tự lập, tự lực cánh sinh, tính tình lanh lợi, hoạt bát, phản ứng nhanh nhạy, lại luôn gần gũi, thân thiện với mọi người, họ có nhân duyên khá tốt. Người tuổi Bính Ngọ là mẫu người đôi khi tự khen mình, song rất biết nhún nhường, hy sinh vì người khác, họ lạc quan. Theo chủ nghĩa xê dịch, thích đi du lịch khám phá nhiều nơi, tuy nhiên,
Khi buồn bực, họ rất dễ bi quan, xuống tinh thần. Là những người tốt bụng đáng mến và tràn đầy nhiệt huyết, Bính Ngọ cũng có thể tỏ ra kiên quyết và nghiêm khắc khi cần, họ rất thông minh và tự tin. Có lẽ đó là lý do tại sao nhiều người trong số họ trở thành lãnh đạo khi đảm nhận cương vị người đứng đầu hay ông chủ, ngựa lửa, được cấp dưới đánh giá cao và yêu quý. Trái tim nhân hậu cùng những đòi hỏi khắt khe là sự kết hợp hoàn hảo, vừa khiến họ được nhân viên quý mến, vừa giúp hoàn thành tốt rất nhiều công việc. Trong cuộc sống, những người tuổi Bính Ngọ mệnh thiên hà thủy thường là người của công chúng, có đóng góp cống hiến lớn lao cho đời, nhạy cảm, tinh tế, hay u buồn và tự mâu thuẫn. Bởi bản chất của dọc nước mong manh nên tuổi Bính Ngọ cực kỳ nhạy cảm, tinh tế, khi mưa gió càng không ảm đạm, nên thâm tâm họ mang một nỗi buồn cố hữu về thế thái nhân tình. Can chi Bính Ngọ thuộc hỏa, tương khắc với nạp âm thủy, nên tâm tư họ nhiều điều mâu thuẫn rất khó lý giải. Những người đứng can Bính tuổi Ngọ thường phải sống xa quê quán mới tốt, và cuộc sống có nhiều lông đông vất vả. Bính Ngọ có sẵn tính nóng nảy, người khi giận thì như lửa bừng bừng, khi xong lại nguội lạnh. Tuy vậy, họ quan hệ rộng nên vẫn có nhiều bạn bè và không mấy khi nhờ vả đến ai, bởi người này có lòng tự trọng, khí khái và cứng cõi, họ luôn có ý thức tự lập, tự lực cánh sinh. Bính Ngọ rất dễ bị phân tâm và không phù hợp với những nhiệm vụ phải lặp đi lặp lại. Họ thích mạo hiểm và hiếm khi chấp nhận sự giám sát từ những người khác, kể cả từ cấp trên. Cuộc sống của Bính Ngọ không ổn định, họ thường nay đây mai đó. Để đạt được thay đổi, họ có thể dùng đến vũ lực và sức mạnh ý chí tuyệt đối, tính cách độc đoán khiến họ có thể thành công lớn hoặc thất bại thảm hại. Sở hữu trí tuệ tuyệt vời và sức hút mãnh liệt, họ được người khác giới rất quý mến, nhưng họ thường chỉ chú ý tới một người và hạnh phúc với bạn đời đã chọn. Biết cách quản lý tiền bạc, Bính Ngọ khá may mắn về tài chính, đây là người có tài lãnh đạo. Biết kết hợp giữa nhân ái và nghiêm khắc để quản lý cấp dưới mà không gây ra bất mãn, cũng được cấp dưới tôn trọng và yêu quý rất nhiều, có mối quan hệ khăng khít tốt đẹp. Tuy nhiên, tuổi này nên học cách kiểm soát bản thân tốt hơn, nên mở lòng và đón nhận ý kiến của mọi người, chớ nên một mình một ý, dễ trở thành người cô độc. Sự tự tin và nhiệt tình giúp cho người tuổi 1966 đạt được nhiều bước thăng tiến trên con đường sự nghiệp. Họ biết cách cân bằng công việc, dù công việc có nhiều đến đâu, quy mô lớn tới thế nào cũng không thể làm khó được tuổi Bính Ngọ. Họ dùng chính thực lực của mình và nhẹ nhàng ứng phó với mọi khó khăn. Biểu hiện xuất sắc đó khiến họ nhanh chóng được cấp trên trọng dụng. Vận tài lộc không tồi, thu nhập cao, lại hay có những khoản thu ngoài luồng. Nếu có bạn bè đề nghị hợp tác làm ăn thì đó chính là cơ hội phát tài. Song nếu người đó sinh năm Tý thì nên cân nhắc, bởi tính cách trái ngược có thể gây mâu thuẫn bất đồng trong quá trình làm việc, nên hợp tác với những người sinh năm Tỵ, năm Mão. Tuy có chút khó khăn trở ngại, nhưng chỉ cần tuổi Bính Ngọ không ngừng cố gắng thì chắc chắn sẽ tìm ra lối thoát, hóa giải nguy nan, giành được kết quả như ý. Là vì đây là một trong số ít các bản mệnh hiếm hoi được sở hữu một trực giác ngoại cảm mãnh liệt, cuộc sống họ biết được cái gì nên làm, cái gì cần làm, cái gì nên buông, cái gì nên bỏ, nên đôi khi họ không cần đọc, cũng chẳng cần xem, cũng biết được cuộc hành trình sắp tới của mình sẽ đi theo xu hướng như thế nào. Bao sóng gió tới chỉ cho họ mài mòn đi góc cạnh, còn lại chú ngựa yêu đời, yêu người, không hận thù, chẳng luyến lưu, không đâm chuyện, chẳng quá bận tâm đến việc của người khác, việc mình làm, người mình quan tâm mình chăm, khó mình lo. Bính Ngọ trong giai đoạn hậu vận, từ nay trở đi sẽ là giai đoạn rực rỡ nhất của 1966 để dựng thành vinh hoa. Phật bản mệnh tuổi Bính Ngọ 1966. Tuổi Bính Ngọ 1966 được Phật Đại Thế Chí Bồ Tát hộ mệnh, mang mặt Phật bản mệnh Đại Thế Chí Bồ Tát bên mình tựa như có lá bùa may mắn trong tay, giúp thân chủ an nhiên tự tại trong cuộc sống, phát huy tối đa năng lực trong công việc để tiến tới thành công. Ngoài ra, Phật bản mệnh tuổi Bính Ngọ 1966 giúp điều hòa ý thức, giúp bạn tránh xa những nghĩ suy tiêu cực, song song giúp tăng cường sự tự tin, sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề, tăng cường sức đề kháng, giảm stress và đau đớn, giúp bạn cảm thấy thoải mái và tự tin hơn khi giao tiếp với mọi người. Tiếp theo, xét về cung mệnh tuổi Bính Ngọ 1966. Sinh năm 1966, mệnh thủy, thiên hà thủy, nước trên trời, cung đoài kim, thuộc Tây tứ mệnh, thiên can bính, tương hợp, tân, tương hình, canh, nhâm, địa chi, ngọ, tam hợp, dần, ngọ, tuất, tứ hành xung, ý, ngọ, mão, dậu, màu sắc hợp màu bản mệnh màu đen, xanh nước biển, xanh dương, thuộc hành thủy, màu tương sinh, màu xám, trắng, ghi, thuộc hành kim. Màu kiêng kỵ, vàng sẩm, nâu đất thuộc hành thổ. Đối với nam mạng Bính Ngọ sinh năm 1966, cuộc đời của nam mạng tuổi Bính Ngọ được hưởng sung sướng về thời trung vận, việc làm gặp được nhiều may mắn,
đến thời kỳ hậu vận sẽ được sống an nhàn, sung sướng. Đường tình duyên được chia thành các trường hợp sau, nếu sinh vào những tháng 8 và 12 âm lịch, sẽ có 3 lần thay đổi đường tình trong cuộc đời. Nếu sinh vào những tháng 1, 2, 3, 4, 5, 9 và 10 âm lịch, thì có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên. Nếu sinh vào những tháng 6, 7 và 11 âm lịch, thì hưởng được hạnh phúc toàn vẹn. Về gia đạo, cần phải điểm tỉnh trong việc xử lý những cãi vã trong gia đình, không nên nóng vội, công danh khá thành công, sự nghiệp được gây dựng vững chắc. Tuổi hợp với nam mệnh, trong làm ăn, Bính Ngọ đồng tuổi, Tân Hợi, Ất Mão, lựa chọn vợ chồng, Bính Ngọ, Tân Hợi, Nhâm Tý, Ất Mão, Ất Tỵ. Tuổi Kỵ, Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Quý Sửu, Kỷ Mùi, Tân Dậu, Tân Sửu. Hướng hợp với năm 1966, hướng tốt, Tây Bắc, sinh khí, Đông Bắc, Phúc Đức, Tây Nam, Thiên Y, Tây, phục vị. Hướng xấu, Đông, tuyệt mệnh, Nam, ngũ quỷ, Bắc, họa hại, Đông Nam, lục sát. Mệnh thủy, thiên hà thủy, nước trên trời, cung, cung cấn thổ, thuộc Tây tứ mệnh, thiên can, bính, tương hợp, tân, tương hình, canh, nhâm, địa chi, ngọ, tam hợp, dần, ngọ, tuất, tứ hành xung, ý, ngọ, mão, dậu, màu sắc hợp, màu bản mệnh, màu đen, xanh nước biển, xanh dương, thuộc hành thủy, màu tương sinh, màu xám trắng, nghi, thuộc hành kim, màu kiêng kỵ, vàng sẩm, nâu đất, thuộc hành thổ. Cuộc đời của nữ Bính Ngọ phải trải qua nhiều thăng trầm, song vào thời kỳ trung vận và hậu vận thì có nhiều điều tốt đẹp về vấn đề tình cảm lẫn tài lộc. Về tình duyên của nữ Bính Ngọ được chia làm 3 trường hợp, nếu sinh vào những tháng 4, 9 và 12 âm lịch thì cuộc đời sẽ có 3 lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc, nếu sinh vào những tháng 1, 2, 5, 8 và 10 âm lịch thì cuộc đời sẽ có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, còn sinh vào những tháng 3, 6, 7 và 11 âm lịch thì cuộc đời sẽ được hoàn toàn hạnh phúc. Gia đạo có nhiều yên vui, công danh không được tốt đẹp lắm, vấn đề tiền bạc sẽ thu được nhiều kết quả và vững chắc vào thời kỳ hậu vận. Tuổi hợp với nữ mệnh, trong làm ăn, Bính Ngọ đồng tuổi, Tân Hợi và Nhâm Tý. Lựa chọn vợ chồng, Bính Ngọ, Tân Hợi, Nhâm Tý, Ất Mão, Ất Tỵ. Tuổi Kỵ, Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Quý Sửu, Kỷ Mùi, Tân Dậu và Tân Sửu. Hướng hợp với nữ mệnh Bính Ngọ 1966. Hướng tốt, Tây Nam, sinh khí, Tây, Phúc Đức, Tây Bắc, Thiên Y, Đông Bắc, phục vị. Hướng xấu, Đông Nam, tuyệt mệnh, Bắc, ngũ quỷ, Nam, họa hại, Đông, lục sát. Vậy, vận trình 4 phương diện của tuổi Bính Ngọ trong tháng 2 âm lịch biến động như thế nào, thay đổi ra sao? Mời quý vị hãy lắng nghe và chiêm nghiệm ngay sau đây nhé. Đầu tiên, xét trên phương diện sự nghiệp tuổi Bính Ngọ trong tháng 2 năm 2024. Tháng này cục viện tương xung sẽ tác động nhiều đến cuộc sống của người tuổi Bính Ngọ, tuy nhiên trên phương diện sự nghiệp lại có nhiều khởi sắc khi mà chỉ mới ra Tết mà thôi. Do có nguyệt lệnh ở đất Lâm Quang cho thấy, những chú ngựa hoàn toàn có thể đạt được thành công bằng chính sức mình, sự chăm chỉ, cần cù giúp bạn trở nên nổi bật hơn hẳn những đồng nghiệp xung quanh. Nhìn chung, với người làm công ăn lương, con giáp này sẵn sàng chịu khó chịu khổ để hoàn thành công việc, dù được giao nhiệm vụ khó khăn đến đâu bạn cũng sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành. Nhờ thế mà đạt được tín nhiệm của cấp trên, với thiên ấn xuất hiện, nhắc nhở tuổi Bính Ngọ cần phải đề cao sự nhanh nhạy và sáng tạo. Nếu có thể làm được điều này, thì bạn sẽ nắm bắt được nhiều cơ hội hơn để phát triển năng lực của mình, gợi mở được thêm những lối đi trong tương lai. Thiên đức quý nhân sẽ giúp bạn trong việc mở rộng thêm cơ hội phát triển, hãy tận dụng những mối quan hệ sẵn có để tạo bàn đẩy cho mình, chớ nên bỏ lỡ nguồn tài nguyên quý giá bên cạnh. Tiếp theo, xét trên phương diện tài lộc tháng 2 âm lịch của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Không chỉ có sự nghiệp khởi sắc mà xét về đường tài lộc, con giáp này đang có thu nhập khá bình ổn, tài chính ổn định. Tiền bạc không phải là vấn đề cấp thiết mà bạn cần phải quan tâm trong thời điểm này. Con giáp này biết cách để cân đối thu chi của mình. Nên trong tháng 2, dường như bạn không phải đối mặt với tình trạng thu chẳng đủ bù chi, vẫn bình tĩnh để tính toán xem chi tiêu như nào cho hợp lý. Với người làm công ăn lương và làm kinh doanh nhỏ, thiên tài báo hiệu, ngoài nguồn thu nhập chính bạn còn có thêm nguồn thu phụ chủ yếu đến từ nghệ tay trái. Hay việc kinh doanh buôn bán, khoản thu nhập này cũng giúp bạn yên tâm phần nào khi đủ tiền để trang trải cuộc sống thường ngày. Bản mệnh có kế hoạch cho từng bước của mình trong tháng. Có thể sẽ kiếm thêm thu nhập từ nghề tay trái để đắp đổi thêm, bù đắp những thiếu hụt về tiền bạc do có những khoản chi tiêu bất ngờ ngoài dự kiến. Điềm báo tử vi còn nhắc nhở, trong một tháng nhiều hung tinh thế này, hiện tượng phá tài vẫn luôn tiềm ẩn. Bạn nên cẩn trọng trong đầu tư kinh doanh, đặc biệt tránh xa các trò mây rủi cờ bạc đỏ đen kẻo trắng tay.
Xét về phương diện tình cảm, gia đạo tuổi Bính Ngọ trong tháng 2 âm lịch. Trên phương diện gia đạo, tình duyên của bản mệnh không quá sáng, thậm chí còn nhiều nguy cơ chạm nứt do tương phá tác động. Đó có thể là những vết chạm nứt đã xuất hiện từ lâu, nhưng nay mới thực sự hiển hiện rõ ràng. Với những người đã có gia đình, gia đạo có phần hơi mâu thuẫn và xung đột, có sự thường xuyên xảy ra tranh cãi, đấu khẩu vì những chuyện không đáng nói. Điều này có thể do bức xúc dồn nén lâu ngày, nhưng không được giải quyết mà ra. Bản thân con giáp này cũng có xu hướng quan tâm tới công việc nhiều hơn là chuyện tình cảm, vì vậy mà đôi bên có phần xa cách, mâu thuẫn, cũng từ đó mà nảy sinh. Con giáp này có khá nhiều mối quan hệ phức tạp với người khác giới trong cả công việc lẫn cuộc sống, nên rất dễ khiến gia đình lục đục. Bạn nên xem xét lại bản thân, đồng thời giữ khoảng cách phù hợp để không gây nên những chuyện dễ hiểu lầm. Người độc thân vẫn chưa thể tìm ra cách để cải thiện hiện trạng của mình, có thể bạn đang đặt yêu cầu quá cao nên nhìn ai cũng thấy chưa hài lòng. Có người lại do mải mê phát triển sự nghiệp cá nhân nên chưa muốn bước chân vào một mối quan hệ gắn kết lâu dài, bản thân bạn cũng không muốn bị ai đó ràng buộc vào lúc này. Thực tế, tình yêu có sức mạnh diệu kỳ, có thể đem đến nguồn động lực lớn lao mà bạn không ngờ tới. Đừng nhìn nhận về thứ tình cảm đẹp để đó bằng cái nhìn quá tiêu cực. Có người ở bên cạnh để sẻ chia và quan tâm chăm sóc là những trải nghiệm hết sức tuyệt vời, nên đừng nghĩ tình yêu đồng nghĩa với sự trói buộc Bính Ngọ nhé. Cuối cùng, xét phương diện sức khỏe tuổi Bính Ngọ tháng 2 âm lịch. Sức khỏe của Bính Ngọ trong tháng này có dấu hiệu giảm sút do lo nghĩ, mải mê với công việc nếu không sớm điều chỉnh giữa làm việc và nghỉ ngơi. Bạn có thể gặp nhiều tình trạng bất lợi do lao lực, hung vận lớn cũng dễ gây họa huyết quan trong quá trình làm việc, đi lại. Bạn nên đặc biệt chú ý, ngoài ra khi thấy cơ thể có dấu hiệu lạ, khó chịu, cần lập tức đi khám sớm để kịp thời phát hiện và điều trị bệnh. Nếu có tránh để lâu bệnh tình nguy kịch, bạn biết tự chăm sóc cho bản thân mình và dễ dàng giải tỏa căng thẳng với những thú vui cá nhân. Tuy nhiên, cuộc sống nhiều áp lực cũng có lúc khiến cho bản mệnh thấy mệt mỏi, nên tự thưởng cho mình những chuyến đi chơi hay về bên gia đình để tìm lại bình yên cho tâm hồn. Quý vị thân mến, mỗi tuần trong tháng lại có những biến động khác nhau. Vậy nên ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ vào phần luận giải 4 tuần trong tháng 2 âm lịch để mệnh chủ Bính Ngọ có những kế hoạch phát triển. Tử Vi tuần 1, tháng 2 âm lịch tuổi Bính Ngọ. Tử Vi tuần mới của 12 con giáp báo rằng Thái Dương hứa hẹn vận trình của tuổi Bính Ngọ tương đối khả quan, đặc biệt là về sự nghiệp. Quý nhân giúp sức cộng với bản lĩnh của chính mình nên bạn thuận lợi giành được cơ hội tốt, đó có thể là dự án, kế hoạch, hợp đồng hoặc một vị trí mà bản mệnh ao ước từ lâu. Quý nhân tỏa sáng, con đường tài lộc cũng thăng tiến rất nhanh, với lợi thế chiếm giữ bạn hoàn toàn có thể đa dạng nguồn thu chứ không bó hẹp trong một công việc chính. Quan trọng nhất là quản lý tài chính, chi tiêu hợp lý đề phòng kiếp tài gây loạn có thể làm hao tổn thiệt hại số tiền mà bạn đang tích lũy. Điểm không ổn nhất của bạn là sức khỏe, do ảnh hưởng từ môi trường và tác động của ngoại lực mà bạn gặp bệnh tật đau ốm, hỏa huyết quang, tai nạn xui rủi. Tuần này hãy tránh xuất hành đi xa, tránh tham gia các hoạt động có độ rủi ro cao và luôn nâng cao tinh thần cẩn trọng, chú ý bảo vệ thân thể. Tử vi tuần 2, tháng 2 âm lịch tuổi Bính Ngọ. Xem tử vi tuần mới, người tuổi Bính Ngọ có nhiều dự định trong công việc, nhận được sự nâng đỡ của quan tin nên phần nào hoàn thành kế hoạch. Giữa tuần là thời điểm thuận lợi để con giáp này triển khai đẩy mạnh, lúc này bạn sẽ nhận được nhiều đóng góp giúp đỡ của đồng nghiệp và cấp trên. Ngoài ra, thực thần giúp bạn có tài ngoại giao, biết cách hòa nhập với môi trường mới rất nhanh chóng, nên thích nghi tốt với điều kiện hoàn cảnh. Kể cả bất ngờ được giao nhiệm vụ cũng không hề nao núng, mà tự tin gặt hái được kết quả, khiến người khác phải bất ngờ, tài lộc cũng theo đó mà kéo tới, càng ngày thu nhập càng tốt hơn. Chủ động mở lời hẹn hò là chìa khóa thành công cho bạn, đừng ngại ngần cả khi người đó chưa bật tín hiệu đèn xanh, hay nếu bạn là nữ giới. Không hơn thua gì một lời mời, có thể sẽ bị từ chối. Nhưng đó là dấu hiệu của sự khởi đầu tích cực, bạn dám thay đổi thì nhân duyên sẽ có nhiều mới mẻ. Tử vi tuần 3, tháng 2 âm lịch tuổi Bính Ngọ. Người tuổi Bính Ngọ sang tuần thứ 3 của tháng có nhiều điểm không như ý, cần phải đặc biệt chú ý, cẩn trọng từng bước, trong quan hệ với mọi người xung quanh gặp thất sát là cực hung. Chẳng những tranh cãi đấu khẩu mà còn nóng nảy bộc phát dẫn tới xô xát, đánh nhau, gây tổn hại tới sức khỏe, dính líu tới pháp luật, thực sự là phiền phức lớn. Bản mệnh cần khống chế tâm tình, học nhẫn nhịn và bao dung lượng thứ, đừng tranh chấp hơn thiệt với người khác. Nếu xảy ra sự cố thì người thua thiệt đầu tiên chính là bạn chứ không phải ai khác. Ảnh hưởng cực lớn tới sự nghiệp cũng như uy tín, khó mà thu hồi lại được, tài lộc cũng theo đó mà tiêu hao đi không ít.
Tiểu Hao nhắc nhở các khoản cho vô tội và sẽ làm bạn đỗng túi nhanh chóng để tránh những điều không hay, đồng thời tập trung vào công việc, ổn định thu nhập thì người tuổi Bính Ngọ nên chọn vật phẩm phong thủy trừ tà hóa sát, bảo hộ bình an để mang theo bên người. Gia đình ấm áp với lời khuyên giải của quý nhân Thái Âm là chỗ dựa lớn về tinh thần mà con giáp này có thể dựa dẫm, hãy tâm sự chia sẻ với người thân. Xin trợ giúp từ những người lớn tuổi trong tình huống khó khăn, chứ đừng vội vàng tự đưa ra quyết định. Sự từng trải và kinh nghiệm của họ sẽ phần nào đỡ đần bạn thoát khỏi sự cố rắc rối. Tử vi tuần 4, tháng 2 âm lịch tuổi Bính Ngọ. Tuần cuối của tháng 2 cho thấy, có thể thấy tuổi Bính Ngọ được sự động viên của tỷ kiên nên hăng hái nỗ lực làm việc, phấn đấu hết mình để phát triển sự nghiệp. Nhưng vận may vẫn chưa mỉm cười, kết quả chưa thực sự tương xứng với công sức mà bạn bỏ ra, tuy hơi thất vọng, song đó lại càng là động lực để phấn đấu nhiều hơn. Chú ý, tỷ kiên tuy tài hoa, nhưng tính cách kiêu ngạo, đây cũng là một trong những lý do khiến cho bạn chưa thực sự đạt được mục tiêu, bản thân có năng lực mà thiếu kết nối với mọi người. Không biết tạo dựng mối quan hệ để thu thập thông tin thì dễ phạm sai lầm, không nắm bắt kịp tiến độ của thị trường, tụt hậu so với thời đại. Không khí gia đình khá hài hòa, dẫu vẫn còn chút lấn cấn, nhưng mọi người đều đặt sự đoàn kết lên hàng đầu, cùng nhau nhường nhịn yêu thương. Với người độc thân thì bạn dựa dẫm cảm xúc vào người nhà, chưa muốn xây dựng cuộc sống riêng nên về phương diện tình cảm còn khá thờ ơ. Quý vị thân mến, cùng là một tuổi nhưng không phải ai cũng giống ai. Tiếp theo đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý vị về tử vi chi tiết 4 tháng sinh may mắn cho tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. 1. Người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 3 âm lịch. Xem vận mệnh người tuổi Bính Ngọ theo tháng sinh âm lịch, vào thời điểm này trong năm cũng được hưởng lây nhiều điều tốt đẹp, họ sống lạc quan, phóng khoáng, thích kết giao bạn bè, giỏi xã giao, người tuổi này sinh vào tháng 3 âm, may mắn được lục thân tương trợ, lại thêm quý nhân luôn ở sát bên chỉ lối dẫn đường, nên cả đời không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của người này lại nằm ở chỗ, tuy tính tình cương trực nhưng có phần hơi bảo thủ, an phận thủ thường, không có chí cầu tiến, không ham học hỏi, họ dễ dàng thỏa mãn với những gì mình đang có, cũng dễ dàng chấp nhận những quy tắc, quy định được đặt ra. Song về cơ bản thì người này vẫn có phúc khí đủ đầy, cuộc sống sung túc, niềm vui lớn nhất của họ chính là được thoải mái tự do kết bạn, có bạn bè khắp tứ phương. 2. Người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 7 âm lịch. Trong năm tháng 7 âm lịch là người được phúc âm bảo hộ, thiên tư thông minh đỉnh ngộ, có tài văn chương, cũng giỏi tài thao lược, chú ngựa này tính tình thẳng thắn, trung thực, lòng dạ bao la, có nhiều tham vọng và lý tưởng trong đời, mơ ước cao xa. Song người tuổi Bính Ngọ này luôn cố gắng hết mình để biến ước mơ thành hiện thực. Dù thành công nhưng không khoa trương, không kiêu căng, được nhiều người ngưỡng mộ, danh tiếng vang khắp gần xa. Trong đời họ có nhiều quý nhân, ở nhà có tiền bối, gia phụ chỉ giáo, ra ngoài có quý nhân tương trợ. Cuộc đời người này không phải trải qua đại nạn, làm chuyện gì cũng dễ dàng thuận lợi, đường nhân duyên tốt, có tài xã giao, khiến người khác tin tưởng vào bản thân. 3. Người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 10 âm lịch. Người tuổi Bính Ngọ sinh vào thời điểm này khá vất vả, cuộc đời lận đận vất vả, phải chịu nhiều trắc trở khó khăn, họ không có sự nghiệp thành công lẫy lừng. Nhưng bù lại giữ được bình an, dù gặp nhiều cản trở, nhưng không vì thế mà họ nản lòng, ngược lại càng thêm quyết tâm. Giữ cho mình lòng nhiệt tình và ý chí kiên cường, mọi thứ mà họ có được trong đời đều do chính mình làm ra chứ không nhờ cậy được ai. Đứng trước khó khăn, họ tự động viên bản thân, dũng cảm vượt qua, tự lực cánh sinh chiến đấu một mình. Nhờ thế mà cũng không ít lần gặp dữ hóa lành, giành lấy những gì mình muốn. Nam mệnh nữ mệnh sinh tháng 10 âm rất giỏi kiếm tiền, chỉ hiềm không biết cách giữ tiền, tiền vào nhiều mà ra cũng nhiều không kém, thu nhập lên xuống thất thường. Không có tích lũy tiết kiệm gì cho bản thân, không có người thân giúp đỡ, người này phải cố gắng hơn bình thường gấp nhiều lần, những điều đó rèn rũa cho họ ý chí sắt đá hơn người. Tâm tĩnh như nước, chẳng vì hiểm nguy trước mắt mà dao động, nếu biết tận dụng, nắm bắt thời cơ thì có thể gây dựng được sự nghiệp cho mình. 4. Người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 12 âm lịch. Người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 12 âm lịch có trí tuệ hơn người, văn võ song toàn hiếm ai bì kịp, họ thông minh lanh lợi, phẩm chất cao đẹp, có chí khí, trọng nghĩa trọng tình. Nhờ quý nhân ở bên chỉ đường dẫn lối, cộng thêm bản mệnh nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ, nên giành được nhiều thành công trong cuộc sống cũng như công việc. Cuộc đời không phải trải qua sóng to gió cả, là người có phúc phận, phúc thọ song toàn, tài đức đủ đầy, được nhiều người yêu mến và kính trọng, cũng được cấp trên tin cậy đào tạo làm tầng lớp kế cận, họ gặp khá nhiều trở ngại trên con đường lập nghiệp, thời gian đầu thất bại liên miên, tổ nghiệp chẳng còn là bao, phá sản tan tành,
bản mệnh phải tự tay làm nên cơ nghiệp, đến năm 35, năm 36 tuổi mới thành đạt, rảnh rang, năm 40 tuổi có nhiều dự định mới mẻ, ngoài 50 tuổi mới dần ổn định, không phải vất vả lo lắng nhiều. Quý vị thân mến, có rất nhiều nghề có thể làm ra tiền, thế nhưng quan trọng nhất là chọn việc tạo ra nhiều phúc đức thì tiền bạc đó mới trường tồn, mới có thể giúp bạn giàu có, sung sướng. Đức Phật đã khuyên chúng ta tránh xa những công việc như buôn bán vũ khí, buôn sắc gái, các chất gây say, bán thịt, bán thuốc độc, cũng là vì lẽ này. Trong cuộc đời này, ngu dại nhất là để đồng tiền điều khiển mình, khi đó người tự hào là khôn ngoan nhất cũng sẽ biến thành kẻ ngốc. Thế nên dù làm việc gì cũng nên chọn lựa kỹ càng, hãy lấy thương yêu chính là chất liệu, nền tảng của những việc lành thiện, tạo ra phước đức giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn. Hạt giống gây nghèo khó rất nhiều, bao gồm là việc thất tín, tham lam, ích kỷ, sai hẹn, thế nên một người hay đi làm muộn, chiếm dụng thời gian của người khác, làm hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, thì sẽ chẳng bao giờ giàu có bền vững, nếu có thì cũng chẳng giàu được lâu, thậm chí còn để lại hậu họa cho con cái về sau, bởi gieo nhân xấu sẽ tạo nghiệp, ắt đó là lẽ thường ở đời. Thế nên để phá vỡ hạt giống nghèo khó, bản thân phải tập trung vào con đường chân chính để tạo nghiệp thiện, những cuộc cải tạo ra từ công việc trong sạch, chính đáng bằng mồ hôi nước mắt và sự nỗ lực tinh tấn của trí tuệ thì mới xứng đáng, có như vậy bản thân chúng ta, người thân của chúng ta mới an lạc và tài sản có được mới bền lâu. Trí tuệ đóng vai trò cực kỳ quan trọng để chúng ta nhận diện ra đâu là chánh kiến, chánh tư duy, thế nên phải không ngừng học hỏi, không ngại sửa sai để có thể cải thiện hiểu biết hạn hẹp của bản thân. Chúng ta không cần cái gì cũng giỏi, cũng biết, nhưng đủ học hỏi để trang bị cho mình sự nhạy cảm với từng hoàn cảnh, nhờ thế mà kịp thời xử lý, ứng phó, làm hạn chế tối đa thiệt hại, bảo vệ tài sản an toàn tương đối trước các rủi ro vốn có trong chiến trường kinh tế. Việc mới làm một chút không thành đã nản chí, bỏ cuộc, thì làm gì có thể đợi được tới ngày thành công mà hưởng vinh hoa, phú quý. Thế nên, làm gì cũng phải chăm chỉ, kiên nhẫn, làm đến cùng. Một người có tầm nhìn xa trông rộng sẽ không vì chút trở ngại trước mắt mà lùi bước, thế nên Đức Phật luôn đề cao những ai chăm chỉ lao động. Vì trí tuệ sinh ra từ đôi bàn tay làm lụng vất vả ấy, thực tế người thành công và người thất bại chỉ khác nhau ở chỗ họ làm nó đến cùng hay không mà thôi. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.